Chiều qua, đoàn công tác liên ngành trung ương đã có buổi khảo sát thực tế, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao ở Yên Khánh. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Yên Khánh. Đến nay, theo kết quả tự rà soát với Bộ Tiêu chí Quốc gia, Yên Khánh đã đạt 3 tiêu chí điều kiện và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Mạng lưới giao thông đường bộ đã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa. Huyện đã hình thành 19 vùng nguyên liệu tập trung đối với sản phẩm chủ lực của địa phương về lúa, cây dược liệu và rau củ quả, được cấp mã vùng và có ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến. Huyện đã có 26 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,06%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú đa dạng ở các khu dân cư, cảnh quan không gian trên địa bàn huyện luôn đảm bảo sáng xanh sạch đẹp an toàn. Phong trào xây dựng các tuyến đường hoa, đường cây, đường bích họa ngày càng sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân, tạo điểm nhấn ấn tượng cho quê hương. Chất lượng môi trường sống của nhân dân được nâng lên. Sau khi đi thực tế, đoàn liên ngành trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Yên Khánh. Đây là huyện thứ hai của cả nước được đoàn tiến hành thẩm định trong năm 2023. Đối với huyện Yên Khánh, đã có những cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế, huy động sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đoàn thống nhất kết luận, Yên Khánh đủ điều kiện xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đề nghị huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương để báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương xem xét quyết định.